Chào mọi người. Ở video này, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để tạo hiệu ứng phát sáng trong phần mềm Photoshop. Ở đây, mình đã chuẩn bị sẵn một bức ảnh. Bước đầu tiên, mọi người nhân đôi layer background này cho mình bằng tổ hợp phím Project. Ở phần layer 1, mọi người sử dụng công cụ Tách Nền. Ở đây, mình sẽ sử dụng Select Subject. Mọi người cần tách nền của con hươu này ra. Ở những phần thừa này, mọi người giữ phím Alt để xóa bỏ nó đi. Sau khi tạo vùng tròn xong, mọi người nhấn tổ hợp phím Ctrl Shift in ngắn để đảo ngược vùng tròn và giữ phím Alt. Click vào phần mặt nạ. Bây giờ ta đã tách thành công nền của con hươu này. Tiếp theo, ta sẽ cần tách sừng của con hươu này ra. Mọi người giữ phím Ctrl và click vào phần mặt nạ của layer 1. Mọi người sử dụng công cụ Lasso Tool, giữ phím Alt, loại bỏ phần thừa. Mình chỉ lấy chiếc sừng thôi. Mọi người nhấn tổ hợp phím Ctrl Z để tách chiếc sừng này ra. Mình sẽ đặt tên của layer này là layer sừng. Mọi người nhấn tổ hợp phím Ctrl G để tạo cho nó một group. Mình sẽ tạm ẩn group 1 này lại. Bây giờ đến phần layer background. Mình sẽ cần chuyển nó từ ban ngày sang ban đêm. Mọi người làm như sau. Mọi người chọn vào Color Lookup. Ở trong đầu tiên này, mọi người sổ xuống và chọn cho mình chế độ Moonlight 3D. Như mọi người thấy, background đã được chuyển từ ban ngày sang ban đêm. Tiếp theo, mình sẽ cần làm nhạt màu của background lại. Mọi người sử dụng Black and White. Mọi người giảm opacity xuống 50% để lấy lại màu. Bây giờ, mọi người bật con mắt ở phần group 1 này lên. Ở phần layer chiếc sừng, mọi người nhấn tổ hợp phím Ctrl J để nhân đôi layer này lên. Ở layer sừng copy, mọi người chọn chế độ hòa trộn Aligner Docker. Bây giờ mình sẽ cần làm mềm những vùng ánh sáng này. Mọi người làm bằng cách nhấn đôi layer sừng copy này lên. Mọi người vào filter blur, chọn Gaussian blur. Layer này mọi người để là 5 pixel. Mọi người nhân đôi thêm một lần nữa, tiếp tục vào filter blur, Gaussian blur. Bây giờ mọi người để là 10 pixel, tiếp tục nhân đôi. Ở đây mọi người để là 20, nhân đôi một lần nữa, tiếp tục vào filter blur, Ocean blur. Ở đây mọi người để là 250, thêm một lần nữa,
Mọi người để là 500. Như vậy, ta đã làm mờ được hiệu ứng phát sáng trên chiếc sừng này. Bước tiếp theo, mọi người cần đổi màu của chiếc sừng này. Mọi người chọn vào group 1. Sử dụng hue. Để phần hue này nó chỉ ảnh hưởng đến phần chiếc sừng. Thì mọi người cần chọn vào grid clip mask. Mọi người click vào khó là dài. Sau đó, mọi người di chuyển thanh hue này đến phần có điểm vàng. Mình sẽ để cho nó là 80. Ở thanh thứ hai này, mình sẽ để cho nó là 90. Mọi người chuyển trở về layer. Như vậy, ta đã đổi thành công màu của chiếc sừng sang màu vàng. Bước tiếp theo, mọi người chọn vào phần layer 1. Bây giờ, ta sẽ cần làm tối con hươu này. Mọi người làm bằng cách chọn vào phần cover. Mọi người sử dụng grid clipping mask. Chọn vào điểm giao này. Mọi người đẩy xuống để làm tối. Mọi người trở về phần layer. Tuy nhiên, ta sử dụng cover thì nó sẽ làm tối toàn bộ thân của con hươu. Cho nên, ta sẽ cần bối sáng ở những phần mà ánh sáng từ sừng của con hươu nó ảnh hưởng đến. Mọi người sử dụng công cụ brush opacity, mọi người để là 85. Phần flow, mọi người để là 30. Phần smoothing, mọi người để là 10. Màu của brush, mọi người để là màu đen. Bây giờ, mọi người chọn vào phần mặt nạ của phần cover này. Tô lên những phần mà mọi người cần làm sáng. Tiếp theo, ta sẽ cần ám màu của chiếc sừng này và thân của con hươu. Mọi người nhấn đôi layer hue này bằng tổ hợp phím Ctrl J. Sau đó kéo layer này ở phía dưới. Sử dụng grid clipping mask để nó chỉ ảnh hưởng đến thân của con hươu. Mọi người đổi màu đen vào phần mặt nạ của layer hue này. Bây giờ mình sẽ sử dụng công cụ brush. Màu của brush là màu trắng. Mọi người tô lên những phần mà ánh sáng của con hươu này ảnh hưởng đến. Mọi người giảm opacity xuống để làm mềm. Như vậy đến đây, ta cũng đã cơ bản hoàn thành các bước để tạo hiệu ứng phát sáng. Phần cuối cùng thì mình sẽ cần làm cho chiếc sừng này trở nên lung linh hơn. Ở đây, mình đã có tải sẵn một bức ảnh. Mọi người có thể lên Google để tải những bức ảnh này với từ khóa sky hoặc là bầu trời. Mình sẽ phóng to bức ảnh này lên. Mọi người chọn chế độ hòa trộn screen. Mọi người giữ phím Alt và click vào phần mặt nạ. Bây giờ
Mọi người tiếp tục sử dụng công cụ brush. Màu của brush mọi người để là màu trắng. Và chọn vào phần mặt nạ của layer border này. Mọi người tăng opacity của brush lên. Sau đó, mọi người bôi xung quanh của chiếc xương này. Ở những phần phía ngoài, mọi người giảm opacity xuống để làm mềm. Tiếp theo, ta sẽ cần làm nổi bật những điểm sáng của layer bầu trời này lên và giảm những phần tối. Mọi người chọn vào phần layer bầu trời. Mọi người tiếp tục chọn Grid Clip Image để phần level này nó chỉ ảnh hưởng đến phần của chiếc sừng. Bây giờ, mọi người kéo điểm này để làm tăng vùng sáng. Và kéo điểm này sang phải để giảm vùng tối. Như vậy đến đây, mình cũng đã hoàn thành việc tạo hiệu ứng phát sáng trong phần mềm Photoshop. Video của mình đến đây cũng hết. Nếu mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ mình bằng việc đăng ký kênh và like video. Nếu mọi người còn thắc mắc, còn chưa hiểu thì hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Chúc mọi người thành công!